Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, trong đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong chung tay bảo vệ rừng vì một thành phố xanh. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam ngày 28 tháng 11. Huyện Hòa Vang là một trong những địa phương của thành phố có diện tích rừng lớn nhất, trong đó có rất nhiều các mô hình phát triển và bảo vệ rừng tại các xã Hòa Phú, Hòa Bắc và Hòa Liên được triển khai thời gian qua. Ngoài các chương trình do chính quyền địa phương phát động, thì phần lớn các mô hình này đều do cộng đồng doanh nghiệp và người dân sống gần rừng tự khởi xướng. Có thể thấy, việc thúc đẩy phát triển kinh tế rừng gắn với cộng đồng đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ lá phổi xanh của thành phố. Mục tiêu lớn nhất mà các hợp tác xã khi mà hướng đấy đó chính là bảo vệ được rừng tự nhiên và muốn lan tỏa nhiều hơn để cho cộng đồng Hòa Bắc có thể bảo vệ rừng được nhiều hơn nữa. Và nhà nước cũng biết được rằng là bà con của mình đã có ý thức được như vậy thì mình cũng cần có những hỗ trợ thế nào để cho bà con có thể thực hiện tốt hơn các việc bảo vệ rừng. Phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng là chiến lược dài hạn của ngành lâm nghiệp Đà Nẵng nhằm tiến tới phát triển thành phố sinh thái bền vững và hài hòa. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp như hiện nay, bảo vệ rừng là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phòng ngừa thiên tai của thành phố. Chúng ta cần phải bảo vệ rừng là một góp phần cho cái việc mà nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là liên quan đến cái việc giảm phát thải khí nhà kính, là để mà chúng ta giảm nhẹ cái thiên tai cũng như biến đổi khí hậu. Và cái thứ hai là chính là giữ rừng là cái thích ứng với biến đổi khí hậu trong vùng. Không chỉ riêng Đà Nẵng, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố có rừng tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý và bảo vệ rừng, tạo cơ chế để lồng ghép các chương trình phát triển rừng trong các đề án, dự án, cộng đồng, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ngay từ cơ sở. Hiện nay thì cái tỷ lệ che phủ rừng đang được duy trì ổn định khoảng 42%, và chúng ta cũng biết là cái vai trò của rừng thì ngày càng quan trọng. Trong đó thì cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học cũng như là cái công tác bảo vệ môi trường thì cũng đang được quan tâm, không những là quốc tế mà ở Việt Nam cũng đặt ra những chỉ tiêu cũng như những cái nhiệm vụ quan trọng, trong đó có cái công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như là bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên. Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố ổn định ở mức từ 47% trở lên. Có 46% rừng tự nhiên trên tổng diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng tự nhiên phục hồi được nâng cấp chất lượng. Trồng rừng sản xuất đạt 6.500 ha. Đến năm 2025, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng phấn đấu đạt 60.000 mét khối. Giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần một đơn vị diện tích so với năm 2020. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, còn cần sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng xã hội chung tay vì một thành phố xanh.